chào các bạn. Buổi hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa cái đề thi sát thủ đại lý thuế về thuế giá trị gia tăng số 02. Ở cái đề 01 ý, chúng ta làm và điểm khá là thấp đấy. Bây giờ chúng ta làm cái đề 02 và phải tự tin rằng là mình phải làm trên 5 điểm. Tại vì chúng ta đã được học kiến thức về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế và đối tượng không kê khai không nộp thuế rồi đúng không ạ? Và về phần bài tập thì chúng ta đã được xem các cái bước giải về thuế giá trị gia tăng rồi. Thì hôm nay chúng ta chỉ áp dụng những cái bước đấy vào để làm cái bài tập thôi đúng không ạ? Ok, đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái phần lý thuyết. Lý thuyết của chúng ta có 30 câu và làm trong 25 phút. 30 câu tương ứng với lại 3 điểm. Ok không ạ? 30 câu là 3 điểm. Câu 1, hàng hóa dịch vụ là sau đây thuộc cái đối tượng không chịu thuế giá trị tăng thì là muối và đường. Còn dịch vụ và thu hoạch sản phẩm nông nghiệp thì là thuộc cái đối tượng chịu thuế. Thì cái này chúng ta sẽ tìm hiểu ở cái đối tượng 5%. Tiếp, câu 2, hàng hóa luân chuyển nội bộ là hàng hóa để tiếp tục cái quá trình sản xuất cho một cơ sở sản xuất kinh doanh. Ok không ạ? 3. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cái đối tượng nào sau đây? Thì chắc chắn là phải áp dụng những cái tổ chức cơ sở nó có đầy đủ cái chối độ kế toán hóa đơn chứng từ đúng không ạ? Thì đáp án là D. Đấy, cái này khá là dễ thì tôi tin các bạn có thể làm được. Câu 4. Hóa đơn chứng từ mua bán và sử dụng nào dưới đây được coi là không hợp lệ? Cái này đã hết hạn sử dụng này. Rồi. Cơ sở kinh doanh nào được hoàn thuế trong các trường hợp sau? Thì cái này chúng ta chưa học ý, thì sẽ có những bạn chưa hoàn thuế bao giờ thì bạn sẽ không trả lời được câu này. Thì đó là trong 3 tháng liên tục trở lên. Đây các bạn 3 tháng liên tục trở lên nhé. Ok không ạ? Tiếp câu 6 là phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng áp dụng đối với đối tượng nào sau đây? Thì nó sẽ áp dụng cho cả 3 đối tượng này. Đấy. Mua bán vàng bạc đá quý ngoại tệ này, hộ kinh doanh không thực hiện đầy đủ chế độ này, tổ chức cá nhân nước ngoài không theo luật đầu tư. Đấy. Tiếp câu 7, đối tượng và trường hợp nào sau đây được hoàn thuế giá trị gia tăng? Thì cả ba cái trường hợp này của chúng ta đều được hoàn thuế giá trị gia tăng. Cách nhớ là gì ạ? Thì các bạn nhớ theo từ khóa thôi. Thứ nhất là 3 tháng liên tục, thứ hai là miễn trừ ngoại giao, thứ ba là khi mà chúng ta giải thể, chia tách, phá sản, chuyển đổi thì chúng ta được hoàn. Các bạn nhớ ba cái trường hợp này được chưa ạ? Rồi, tiếp đến là thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng. Đối với từng cái đối tượng nó có thời hạn nộp khác nhau. Ví dụ như là đối với cái trường hợp chúng ta nhập khẩu hàng hóa là cái thời hạn mà chúng ta nộp thuế nhập khẩu, đúng chưa? Còn đối với hộ kinh doanh thì là thông báo nộp thuế khoán của cơ quan thuế. Đấy. Câu 9, giá tính thuế. Đấy, là giá bán chưa có thuế giá trị tăng, được chưa? Cái này khá là đơn giản rồi. Câu 10 thì hôm trước chúng ta cũng đã làm rồi đúng không ạ? Là thuế nhập khẩu còn nếu có này cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt. Ok chưa? Câu 11, việc tính thuế giá trị gia tăng có thể được thực hiện bằng cách nào? Thì có hai cách, đó là phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp. Thì cái này cũng khá là đơn giản. Câu 12, xuất khẩu ra nước ngoài, thuế 0%, đúng không ạ? Rồi. Câu 13, theo phương pháp khấu trừ thuế, số thuế giá trị gia tăng phải nộp được xác định bằng. Đấy, cái công thức mà chúng ta đã học hôm trước đấy, đúng không ạ? Đầu ra trừ, đầu vào được khấu trừ. Câu 14, theo phương pháp tính thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên giá trị gia tăng, số thuế giá trị gia tăng phải nộp được xác định bằng công thức gì ạ? Có nghĩa là chúng ta lấy luôn cái giá, chúng ta nhân với thuế suất của hàng hóa dịch vụ tương ứng thì đáp án là A. Rồi. Khấu trừ toàn bộ các bạn nhé. Được khấu trừ toàn bộ. Đấy, được chưa? Rồi. Câu 16, căn cứ tính thuế giá trị gia tăng là gì? Là giá tính thuế và thuế suất đúng không ạ? Là giá tính thuế và thuế suất mà hôm trước chúng ta đã cùng nhau học. Đấy. Những cái câu này tôi tin các bạn có thể làm được. Câu 17, giá tính thuế đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp là gì? Cái câu này thì có thể một số bạn chúng ta không biết, tại vì ở buổi sau buổi này là chúng ta sẽ học về giá tính thuế. Đấy, được chưa? Thì các bạn xem luôn đáp án đây. Buổi sau tôi sẽ giải thích rõ hơn lý do tại sao là chúng ta sẽ không bao gồm cái lãi trả góp. Tiếp đến câu 18, đó là giá tính thuế giá trị tăng đối với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng mà chúng ta chưa có thuế giá trị tăng. Bạn nhớ nhé. Cái này chúng ta cũng hay gặp ở trong đề thi đấy, nghĩa là trong những bài tập ấy, người ta cho cái giá đã bao gồm cả thuế giá trị gia tăng. Nhiều bạn thì bạn lại không chia ngược lại với 1,1. Nếu mà chịu thuế suất 10% thì các bạn chia 1,1 để chúng ta tính ra được cái giá mà chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, được chưa? Rồi, tiếp câu 19, trường hợp nào sau đây không chịu thuế giá trị gia tăng? Thì chúng ta phải trả lời được câu này vì chúng ta học rồi đúng không ạ? Chuyển quyền sử dụng đất. Đấy, dịch vụ vận tải quốc tế là 0%, chuyển nhượng tài sản cố định 100% vốn, đó là thuộc đối tượng không kê khai không nộp thuế. Nếu mà công ty con mà sản xuất cái mặt hàng không chịu thuế thì là thuộc cái đối tượng chịu thuế là 10% hoặc là 5% còn tùy. Đấy, tiếp câu 20, cơ sở kinh doanh A kinh doanh xe gắn máy trong tháng 4 năm 2018 có số liệu sau.
bán theo phương thức trả góp 3 tháng. Giá bán trả góp chưa có thuế giá trị tăng là 30 triệu 300 đồng trên xe, trong đó giá bán là 30 triệu, lãi trả góp là 0,3. Trong tháng 4 năm 2018 thu được 10,1 triệu đồng. Giá tính thuế giá trị tăng. Cái này thì chúng ta vừa học xong đúng không ạ? Các bạn xem ở câu 17 này này. Giá tính thuế đối với hàng hóa theo phương thức trả góp là giá bán trả một lần chưa có thuế giá trị gia tăng, không bao gồm lãi trả góp. Giá bán trả một lần nhé các bạn nhé. Bạn nhớ câu trả một lần này này. Ở đây họ đưa ra cái dữ liệu là thu tiền 10,1 triệu đồng trên tháng để đánh lừa cho những bạn nào mà là chưa nắm vững được cái giá trả một lần. Có nghĩa giá trả một lần là 30 triệu đúng không ạ? Không bao gồm 0,3 triệu tiền lãi trả góp. Cho nên cái giá tính thuế của chúng ta đó là 30 triệu. Rồi, câu 21. Công ty du lịch Hà Nội ký hợp đồng du lịch với công ty B tại Thái Lan theo hình thức lữ hành trọn gói. Các bạn nhớ cái từ khóa là lữ hành trọn gói. Thì ở đây tôi nói qua cái lý thuyết một tí, các bạn sẽ được học vào buổi sau thôi. Chúng ta sẽ nói lý thuyết ở đây, chúng ta lý giải tại sao lại đáp án là D, đúng không ạ? Thì cái giá lữ hành trọn gói này nó đã bao gồm cả thuế rồi, có nghĩa là 32.000 này là đã bao gồm thuế rồi, thì các bạn phải chia cho 1,1 thì nó sẽ ra được cái giá tính thuế, đúng không ạ? Nhưng mà nó còn một cái lưu ý nữa là cái giá này nó sẽ được trừ đi cái số tiền mà bạn chi trả phía bên nước ngoài và bao gồm cả cái tiền máy bay bay về đấy, thì nó sẽ bao gồm cả cái tiền đấy. Có nghĩa là với cái bài này thì chúng ta sẽ lấy 32.000 USD trừ đi cái tiền vé máy bay bay đi về là 9.000, trừ đi cái chi phí trả cho nước ngoài là 1.000, thì khi đó chúng ta còn 22.000. Và 22.000 là giá đã bao gồm thuế, thì các bạn chia cho 1,1 thì nó sẽ ra được là 20.000 nhân với 18.000. Đó, được chưa? Câu 22. Khi bán hàng hóa dịch vụ ghi thuế thấp hơn quy định mà cơ sở kinh doanh chưa tự điều chỉnh thì khi mà cơ quan thuế vào họ xử lý như thế nào? Thì khi đó chúng ta phải kê khai nộp thuế theo cái mức thuế suất quy định. Ok không ạ? Đấy. Rồi, câu 23. Tổ chức cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp hợp tác xã thì chúng ta thuộc cái đối tượng gì ạ? Ở buổi trước chúng ta đã cùng nhau học rồi đúng không ạ? Chuyển nhượng dự án đầu tư thì chúng ta thuộc cái đối tượng không phải kê khai không nộp thuế giá trị tăng. Đấy, các bạn nhớ cho tôi nhé. Đối với cái không kê khai không nộp thuế giá trị tăng thì nó chỉ có 7 cái đối tượng thôi. Thì các bạn học theo cái 7 đối tượng mà tôi dạy đấy thì nó rất là dễ nhớ. Đấy. Câu 24. Doanh nghiệp A có hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra lập ngày 24 tháng 6 2017 cho hàng hóa giao ngày 31 tháng 5 2018. Doanh nghiệp A đã kê khai hóa đơn này vào kỳ nào? Đấy, nó hỏi vào kê vào kỳ nào. Thì cái này các bạn phải hiểu được cái thời điểm xác định tính thuế giá trị tăng, được chưa? Đấy, chúng ta không cần biết là hóa đơn lập vào ngày nào mà chúng ta quan tâm là cái ngày mà chúng ta chuyển giao cái quyền sở hữu hàng hóa đó cho bên mua là ngày nào, thì ngày đó chúng ta mới phải tính thuế. Thì ở đây doanh nghiệp A người ta đã lập hóa đơn ngày 24 tháng 6 năm 2017, nhưng mà đến tận ngày 31 tháng 5 2018 thì người ta mới giao hàng hóa, thì khi đó chúng ta mới được tính cái thuế giá trị tăng. Cho nên đáp án đó là tháng 5 năm 2018. Các bạn nhớ chưa? Các bạn nhớ rằng đối với thuế giá trị tăng, cái thời điểm mà chúng ta tính thuế giá trị tăng đó là cái thời điểm mà chúng ta bàn giao, chuyển giao cái quyền sở hữu cho bên mua. Đấy. Không căn cứ theo hóa đơn nhé, không căn cứ theo hóa đơn. Tiếp đến câu 25, đó là doanh nghiệp B nhập khẩu 1.000 chai rượu 39 độ, giá chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt là 300, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt là 30%, giá tính thuế giá trị gia tăng là bao nhiêu? Thì câu này đơn giản rồi đúng không ạ? Đó là giá tính thuế bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt trong đấy rồi. Đấy, chúng ta nhân lên với 30% là 390.000. Câu 26, bên nhận bán đại lý sổ số đúng giá hưởng hồng. Thì cái này chúng ta vừa học buổi hôm qua rồi, nó thuộc cái đối tượng không kê khai không nộp thuế, không bàn đúng không ạ? Tiếp, câu 27, khoản nào sau đây thuộc cái đối tượng không chịu thuế giá trị tăng? Hôm trước chúng ta học rồi đúng không ạ? Đó là lãi cho công ty bạn vay tiền, lãi bán hàng trả chậm này, lãi ứng trước tiền mua hàng, lãi thu được từ trái phiếu. Ba cái khoản này thuộc cái đối tượng gì các bạn? Thuộc cái đối tượng gì ạ? Đó là đối tượng không kê khai không nộp thuế, đúng không ạ? Hôm trước tôi đã giải thích cho bạn tường tận lý do tại sao ba cái khoản này lại cho vào cái đối tượng không kê khai không nộp thuế, còn cái lãi cho công ty bạn vay tiền thì lại thuộc cái đối tượng là không chịu thuế. Thì tôi đã giải thích rồi, nếu mà bạn nào học qua mà chưa xem kỹ thì các bạn mở lại video đó để chúng ta xem. Rồi, câu 28. Công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Anh có thu của các hộ nông dân và hợp tác xã các sản phẩm gạo, sau đó xay sát rồi đóng gói và bán cho doanh nghiệp thương mại. Ở đây các bạn phải tưởng tượng là cái sơ đồ mà hôm trước tôi đã cho các bạn xem ấy. Đó là khấu trừ bán cho khấu trừ là thuộc đối tượng không kê khai không nộp thuế, đúng không ạ? Khấu trừ bán cho trực tiếp là 5%,
còn trực tiếp bán cho khấu trừ, trực tiếp bán cho trực tiếp đều chịu thuế là 1%. Đấy, các bạn phải nhớ được cái sơ đồ đó thì các bạn có thể làm được những cái câu này rất là nhanh, đúng không ạ? Thì đã bán đây là không kê khai, không nộp thuế. Rồi câu 29, công ty A thế chấp một chiếc ô tô 4 chỗ để vay ngân hàng B và không có khả năng thanh toán. Công ty B ủy quyền cho công ty A bán chiếc xe này để trả nợ thì kê khai thuế giá trị gia tăng như thế nào? Thì kê khai thuế giá trị gia tăng như thế nào? Thì cái này thuộc đối tượng gì các bạn? Nó thuộc đối tượng là không chịu thuế giá trị gia tăng ngay từ buổi thứ hai chúng ta đã học rồi, đúng không ạ? Tiếp, công ty A thế chấp một chiếc ô tô 4 chỗ vay tại ngân hàng B và không có khả năng thanh toán. Công ty A bàn giao chiếc xe này cho ngân hàng B làm tài sản. Khi ngân hàng B bán chiếc xe này thì kê khai thuế giá trị gia tăng như thế nào? Đây, tôi cố tình để hai cái câu này nó gần nhau để các bạn phân biệt được cái điểm khác nhau. Đấy, các cái đề thi người ta hay thích cái kiểu như thế này đó để cho các bạn nhầm lẫn. Đấy, các bạn nhầm lẫn và các bạn chọn sai. Các bạn phải đọc kỹ nhé. Thì đây có phải là bán tài sản đảm bảo không ạ? Không đúng ạ, đây là không phải là bán tài sản đảm bảo. Có nghĩa là công ty A đúng là thế chấp thật, nhưng mà khi mà người ta không có khả năng thanh toán, người ta đã bàn giao lại chiếc xe này cho công ty A làm tài sản rồi. Làm tài sản rồi. Khi mà ngân hàng bán tài sản cố định đi thì chúng ta phải tính thuế giá trị gia tăng là 10%, đúng không ạ? Đấy, các bạn phải để ý hai câu này nhé. Đấy, nó na ná như nhau đúng không ạ? Nhưng mà nó lại khác nhau đấy. Cho nên tôi cố tình để như thế này để các bạn có thể thấy được là chỉ cần các bạn không để ý, các bạn phân tâm một tí thôi là các bạn có thể sai ngay rồi, mất điểm ngay rồi. Đó, nên cho nên là khi mà chúng ta làm bài chúng ta phải đọc thật là kỹ. Đừng có chủ quan là mình đọc một hai câu là mình chủ quan, mình bảo nó thuộc đối tượng này thì các bạn cho luôn, không phải, các bạn phải đọc hết cái câu của người ta, không là người ta lừa các bạn đấy, được chưa? Giờ như vậy là chúng ta đã đi qua 30 câu trắc nghiệm, thì các bạn tự chấm xem mình liệu đã được 3 điểm hay không. Thì tôi nghĩ chắc các bạn sẽ được tầm 2 điểm đến 2 điểm rưỡi đấy, được chưa? Tại vì sẽ có những cái câu mà chúng ta chưa học thì chúng ta có thể bỏ qua. Như thế là khá là tốt rồi. Ok không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần bài tập. Thời gian làm là 45 phút. Bây giờ tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu xem cái ý của từng nghiệp vụ là như thế nào, tôi sẽ phân tích cho các bạn, được chưa? Và sau đó chúng ta sẽ xem cái bài giải của tôi có giống với các bạn không, và chúng ta chấm điểm xem là chúng ta được bao nhiêu điểm. Ok. Bài 1, công ty cổ phần Thái Sơn tháng 12 28 có các nghiệp vụ như sau. Nghiệp vụ 1, mua một lô hàng giá trị 600 triệu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% của công ty Bình Minh, mã số thuế này, theo hóa đơn số này, ngày này, ký hiệu hóa đơn này, BM19P này. Hóa đơn được in bằng máy tính nhưng không có gạch chéo phần trống. À ok, cái phần này là thuế suất 10%, 600 nhân 10% là 60 triệu. Không á? Bạn nào bảo không ấy nhỉ? Đúng rồi đấy. Đúng rồi đấy, hôm trước tôi có dặn cho các bạn là cái gì ạ? Chúng ta phải để ý cái ký hiệu hóa đơn. Ký hiệu hóa đơn, đúng không ạ? Ký hiệu hóa đơn có nghĩa là gì ạ? Cái hóa đơn này người ta ban hành vào năm 2019. Mà bây giờ chúng ta đang là tháng 12, 2018 mà người ta đã xuất cho chúng ta hóa đơn ở trên cái tờ hóa đơn ấy là 31/12/18. Có nghĩa là gì ạ? Cái hóa đơn này có hiệu lực từ mùng 1/1/2019 cơ, nhưng mà người ta lại xuất lùi ngày. Đấy, cho nên cái hóa đơn này là không có tác dụng gì cả. Đấy, bất hợp pháp. Cho nên chúng ta sẽ không được khấu trừ cái phần 60 triệu của 600 triệu này đâu. Ok không ạ? Đấy, các bạn phải để ý nhá. Như hôm trước tôi dặn các bạn là tôi cho một cái bài tập, sẽ cho các bạn một cái bài tập để các bạn xem có nhớ cái phần tôi lưu ý hay không. Những cái gì tôi lưu ý cho các bạn chắc chắn nó rất là quan trọng đấy. Rồi, nhiệm vụ thứ hai, mua một tài sản cố định trị giá là 990 triệu đã bao gồm thuế rồi. Đây là đã bao gồm thuế nhé, của công ty Bảo Minh, mã số thuế này, ngày này, tài sản mua về được đem đi góp vốn với một đối tác để thành lập công ty cổ phần do công ty chiếm 40% vốn. Rồi, thì theo các bạn, cái nhiệm vụ này thì chúng ta là đầu vào hay đầu ra? Đầu vào hay là đầu ra? Đấy, đầu vào hay là đầu ra? Nhiều bạn đọc cái câu là mua một tài sản cố định, các bạn cho luôn là đầu vào. Đấy, hay thế chứ. Nhưng mà các bạn phải xem này, mua một tài sản cố định giá trị 990 triệu, chúng ta mang đi góp vốn mà. Chúng ta mang đi góp vốn thì cái số tiền đó, cái số tiền mà chúng ta góp vốn ấy là cả 990 triệu, cho lên cái số thuế chúng ta sẽ không được khấu trừ đâu. Nhiệm vụ này chúng ta sẽ không được khấu trừ. Đó. Rồi, tiếp, nhiệm vụ 3, ngày 4 tháng 12, 28, điều chuyển một tài sản cố định có nguyên giá là 1 tỷ 200. Thời gian trích khấu hao là 5 năm, đã sử dụng được 2,5 năm cho một chi nhánh hoạt động độc lập của công ty. Chi nhánh này kinh doanh mặt hàng chịu thuế giá trị gia tăng,
giá thị trường của chiếc máy cũ này là 350 triệu. Chúng ta học rồi đúng không ạ? Điều chuyển tài sản cố định là thuộc đối tượng gì ạ? Là đối tượng không kê khai, không nộp thuế. Với cái điều kiện của nó gì? Thứ nhất, cái chi nhánh công ty đấy nó phải kinh doanh mặt hàng chịu thuế giá trị gia tăng, cho nên người ta đã cho cái điều kiện đây rồi nhá, cho đủ điều kiện rồi này. Đấy, ok. Còn cái người ta cho cái giá thị trường của chiếc máy cũ này này là 350 triệu để làm gì ạ? Để đánh lừa các bạn, để đánh lừa các bạn. Có nghĩa là bạn nào nhanh ẩu đoạn, các bạn chưa nắm vững cái phần kiến thức này thì các bạn sẽ nghĩ là chúng ta phải tính theo cái giá thị trường là 350 triệu và chúng ta phải xuất hóa đơn, chúng ta nộp thuế. Đấy, cho nên là các bạn phải nắm vững kiến thức của chúng ta đúng không ạ? Không để cái đề bài nó lừa chúng ta được. Rồi, nhiệm vụ 4, ngày 16 tháng 12 2018 bán một lô hàng cho tổ chức quốc tế, trong hợp đồng ghi rõ lô hàng này mua với mục đích viện trợ nhân đạo trị giá 800 triệu đồng. Như hôm trước tôi có hướng dẫn các bạn đúng không ạ? Viện trợ nhân đạo thì sao ạ? Viện trợ nhân đạo thì sao? Là thuộc đối tượng gì? Là đối tượng không chịu thuế đúng không ạ? Đối tượng không chịu thuế. Nhưng mà làm sao? Nhưng mà làm sao? Tôi có lưu ý các bạn, nhưng phải làm sao? Có xác nhận của Bộ Tài chính. Có xác nhận của Bộ Tài chính. Đấy, cũng đã lưu ý cho các bạn đúng không ạ? Đấy, có nhiều bạn, tôi tin sẽ có nhiều bạn, bạn bị nhầm chỗ này đấy. Cứ đọc đến là mục đích viện trợ nhân đạo là thằng này tốt quá nên chắc là nó đấy, nó tốt quá, nó không chịu thuế. Nhưng không phải, phải có xác nhận của Bộ Tài chính cơ. Cho nên là chúng ta sẽ phải tính là 10%, tính thuế suất là 10%, được chưa? Đấy. Tiếp, đó là trả tiền thuê văn phòng của một cá nhân với số tiền một năm là 400 triệu. Hợp đồng thuê thống nhất công ty phải trả tiền thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng của hợp đồng, và người cho thuê ủy quyền cho công ty đi nộp thuế. Công ty đã kê khai và nộp các khoản thuế này ngay trong tháng. Như vậy là như nào ạ? Là chúng ta nộp tiền thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng cho người ta. Thì nhiều bạn bảo là tôi phải được hoàn cái phần thuế này, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn phải đọc nhé, đây là chúng ta là thuê của cá nhân, người ta không có nói là chúng ta có hóa đơn hay không. Cho nên là ở đây chúng ta mặc định là chúng ta không có hóa đơn nhé. Đấy, không có hóa đơn, cho nên là chúng ta sẽ không được khấu trừ cái phần thuế này đâu, được chưa? Okay không ạ? Rồi, nhiệm vụ 6, ngày 20 tháng 12, 28 bán một tài sản cố định, đã làm thủ tục thế chấp ngân hàng để trả nợ vay nguyên giá là 1,5 tỷ, thời gian chi kho là 5 năm, mới sử dụng được 1 năm, số tiền bán được là 800 triệu, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, để trả nợ vay, được chưa? Vậy là như nào? Chúng ta bán tài sản bảo đảm đúng không? Chúng ta bán tài sản bảo đảm thì thuộc đối tượng gì ạ? Thuộc đối tượng gì các bạn? Đối tượng không chịu thuế, được chưa? Đấy, nó thuộc đối tượng là không chịu thuế. Ok, khi mà chúng ta xác định được đối tượng là đối tượng gì rồi thì các bạn ghi ở bên cạnh này, đấy là đối tượng đầu ra không chịu thuế. Đấy, các bạn ghi nhanh khi mà chúng ta làm đề thi đấy, để ghi nhanh vào. Thế rồi, nhiệm vụ 7 đó là mua một chiếc ô tô 5 chỗ trị giá là 3 tỷ đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Công ty Mai Mai, mã số thuế này, ngày 22 tháng 12 theo số hóa đơn này, ký hiệu này. Đấy, các bạn phải để ý ký hiệu này cho tôi nhá. Công ty đã đặt cọc 10% giá trị hợp đồng bằng tiền mặt. Có nghĩa là sao ạ? Đã thanh toán 10% bằng tiền mặt. 10% của 3 tỷ là bao nhiêu ạ? Là 300 triệu. Đấy rồi, số còn lại thanh toán qua ngân hàng. Còn 2 tỷ 7 chúng ta trả bằng ngân hàng. Nhưng mà công ty trách nhiệm Thái Sơn này có kinh doanh về du lịch, nhà hàng, khách sạn không ạ? Các bạn xem lên đầu đề này có không ạ? À, không đúng ạ. Không có nói về kinh doanh nhà hàng, khách sạn, du lịch. Cho nên nó sẽ bị khống chế ở mức 1 tỷ 6 đúng không ạ? Đấy, thì ở đây chúng ta chỉ được khấu trừ ở mức 1 tỷ 6 thôi. Đấy, giá tính thuế của chúng ta là 1 tỷ 6. Trong khi đó chúng ta trả 300 triệu bằng tiền mặt. Như vậy là 1 tỷ 6 trừ đi 300 là chúng ta còn 1 tỷ 3 thôi. Nhân với 10% có nghĩa là chúng ta được khấu trừ là 130 triệu. Đấy. Nhiều bạn lại bảo như thế này này. Em trả 3 tỷ coi như là em có 2 tỷ 7 và em trừ đi 1 tỷ 6 thì em vẫn là được khấu trừ 1 tỷ 6. Nhưng không phải đâu. Người ta trừ cái tiền mà các bạn trả bằng tiền mặt vào cái chỗ mà giá tính thuế nhé. Cái xác định giá tính thuế. Cái 3 tỷ này đã phải giá tính thuế chưa? Chưa phải đâu các bạn nhé. Nó bị giới hạn ở mức 1 tỷ 6 thì 1 tỷ 6 đó mới gọi là giá tính thuế. Được chưa? Và họ trừ đi 300 triệu cái tiền mà chúng ta trả tiền mặt ấy thì là còn 1 tỷ 3 thôi. Ok chưa? Rồi, cái nhiệm vụ thứ 8 đó là tổng số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa dịch vụ phục vụ công tác quản lý khác mua vào trong kỳ là 600 triệu.
Các bạn phải đọc đến cái đoạn này, các bạn phải nhớ luôn. Đó là quản lý thì chúng ta phải làm gì ạ? Phải phân bổ đúng không ạ? Riêng cứ đọc đến cái đoạn quản lý bạn phải phân bổ. Thì bạn ghi bên cạnh đầu vào phân bổ, nhớ để lúc mà chúng ta làm còn biết đường mà phân bổ. Đấy. Không mà đi thi chúng ta dối quá chúng ta quên mất đấy. Rồi các bạn đọc này, có 100 triệu hóa đơn thanh toán bằng tiền mặt. Đấy, 100 triệu này thì chúng ta đã biết được là có bao nhiêu hóa đơn trên 20 triệu chưa ạ? Thì nó có ghi trong này này. 40 triệu thuộc hóa đơn có giá trị từ 20 triệu trở lên thì chúng ta sẽ phải loại cái 40 triệu này ra là cái chắc chắn rồi, được chưa ạ? Và một hóa đơn có thuế giá trị gia tăng 60 triệu đã làm thủ tục vay ngân hàng từ tháng 10 năm 2017 nhưng kế toán bỏ sót chữ kê khai. Rồi, về cái hóa đơn 60 triệu này, nguyên nó trả bằng tiền mặt thì đã không được tính 60 triệu này rồi đúng không ạ? Nhưng mà cái nghiệp vụ thứ 9 các bạn đọc tiếp này, ngày 29 tháng 12 2018 nộp 300 triệu tiền thuế giá trị gia tăng bị truy thu của năm 2017 theo quyết định của đoàn thanh tra. Thì có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là năm 2017 chúng ta đã quyết toán thuế rồi, chưa? Năm 2017 chúng ta đã quyết toán thuế rồi, cho nên những cái hóa đơn gì mà chúng ta bỏ sót trước 2017 thì sau đó năm 2018 chúng ta không được kê khai nữa, có nghĩa là chúng ta không được kê khai nữa. Đấy, cho nên cái hóa đơn đây này, một hóa đơn có thuế giá trị gia tăng 60 triệu có nghĩa là cái giá tính thuế là 600 triệu đúng không ạ? Chúng ta bỏ sót mà tại thời điểm trước khi quyết toán ấy, chúng ta chưa ghi bổ sung thì sau đó chúng ta không được bổ sung nữa, được chưa? Rồi, cho nên là cái phần 60 triệu này của chúng ta cũng không được tính. Đấy, các bạn lấy 600 triệu các bạn trừ đi 100 triệu thì là còn 500 triệu. Nhưng mà đề bài này của tôi giao còn dễ, một số cái đề bài khác nó giao khó hơn nhiều. Ví dụ là nó cũng cho là 600 triệu, trong đó 100 triệu của hóa đơn thanh toán bằng tiền mặt, nhưng mà chỉ có 40 triệu là hóa đơn trên 20 triệu thôi, và có 40 triệu nữa là hóa đơn dưới 20 triệu. Thì khi đó chúng ta 40 triệu dưới 20 triệu chúng ta vẫn được tính đúng không ạ? Đấy, cho nên các bạn phải đọc thật kỹ vào, không họ lừa chúng ta, ok không ạ? Rồi, yêu cầu là gì ạ? Xác định nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng của Thái Sơn trong năm 2018. Rồi, nó đơn giản đúng không ạ? Khi mà các bạn phân tích xong hết như thế này rồi thì việc tiếp theo là gì các bạn? Các bạn làm đủ 6 bước mà tôi đã hướng dẫn các bạn. Đấy, khi mà chúng ta đọc qua chúng ta đã biết là nghiệp vụ nào là đầu ra, đầu vào, đầu ra rồi đúng không ạ? Và cái nghiệp vụ đầu ra thì đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, đối tượng không kê khai không nộp thuế thì chúng ta đã biết luôn rồi. Thì việc của chúng ta chỉ là sắp xếp nó vào các bước của tôi để các bạn làm cho nó chuẩn thôi. Đây. Rồi, cái đề chữa này của tôi đây. Cái bước 1 là gì ạ? Đó là chúng ta đặt giả sử, ba cái giả sử về thuế giá trị gia tăng bắt buộc các bạn phải nhớ. Đấy, bắt buộc các bạn phải nhớ, được chưa? Thứ nhất là doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ lục tờ khai theo tháng. Đấy. Các nghiệp vụ mua vào doanh nghiệp có hóa đơn chứng từ đầy đủ hợp pháp đủ điều kiện khấu trừ, có cái chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hóa đơn trên 20 triệu. Và các bạn phải cẩn thận cái chỗ lộp tờ khai giá trị gia tăng theo tháng này này. Đề bài mà nó cho lộp theo quý. Đấy, thì các bạn phải ghi ở đây là lộp tờ khai theo quý. Bước 2 là gì ạ? Chúng ta xác định giá trị gia tăng đầu ra chúng ta phải lộp. Đấy. Cái nhiệm vụ thứ 6 các bạn nhìn lướt lại cái đề của chúng ta thì các bạn xem là cái nào là đối tượng không chịu thuế thì các bạn cho nó lên đầu, được chưa? Đấy. Tài sản đang đảm bảo tiền vay khi bán thuộc cái đối tượng không chịu thuế. Đó, các bạn ghi giá tính thuế ở đây. Ok chưa? Rồi các bạn xem cái đối tượng tiếp theo là không kê khai không nộp thuế xong đến mức là 10% đến mức 5% mức 0%. Đấy, các bạn sắp xếp theo cái thứ tự đó. Rất là nhanh thôi tại vì chúng ta đã làm nước qua và chúng ta ghi bên cạnh cái đề bài rồi mà. Ok, nghiệp vụ 3 là tài sản điều chuyển chi nhánh công ty 100% vốn. Đấy, là mặt hàng không kê khai không nộp thuế. Ok các bạn. Các bạn vẫn phải ghi vào đây để chúng ta lấy cái điểm của cái ý này nhá. Đấy. Rồi tiếp đó nghiệp vụ thứ 4 đó là đối tượng chịu thuế 10%. Như chúng ta đã cùng nhau phân tích thì là cái này do là không có xác nhận của Bộ Tài chính cho nên nó thuộc cái đối tượng là 10%. Sau khi bạn làm xong các bạn tổng cộng được cái giá tính thuế ở đây. Trong giá tính thuế 2.000 này thì nó bao gồm cả cái giá tính thuế của đối tượng không chịu thuế. Cho nên các bạn phải xác định được cái tỷ lệ doanh thu chịu thuế trên tổng doanh thu. Có nghĩa là chúng ta sẽ lấy 2.000 trừ đi 1.200 chia cho 2.000 thì sẽ ra được cái tỷ lệ là 40%. Ok không ạ? Thì đó là cái bước 3. Cái bước 4 chúng ta làm gì tiếp ạ? Đó là xác định thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. Rồi các bạn lần lượt theo cái nghiệp vụ. Nghiệp vụ 01, in hóa đơn năm 2019 nhưng mà ngày lập hóa đơn 2018 như vậy không được khấu trừ. Các bạn phải ghi diễn giải như thế này. Thì khi mà người ta chấm bài người ta hiểu là mình
hiểu được cái ý đó. Người ta sẽ cho các bạn điểm khi mà bạn diễn giải, ok không ạ? Thuế là bao nhiêu? Nghĩa vụ 2, tài sản cố định mua về góp vốn ngay, thuế giá trị gia tăng không được khấu trừ, ok không ạ? Rồi, nghĩa vụ 5, thuê nhà của cá nhân và không có hóa đơn như vậy không được khấu trừ số tiền thuế lục thay. Nghĩa vụ 7, doanh nghiệp không kinh doanh khách sạn du lịch nhà nghỉ cho nên thuế giá trị gia tăng xe ô tô 5 chỗ bị khống chế ở mức đó là 1,6 tỷ. Cái phần thanh toán bằng tiền mặt là 300, giá tính thuế được khấu trừ là 1,6 tỷ trừ đi 300 là 1,3 tỷ. Đấy, và thuế là 10% thì các bạn ghi vào đây, được chưa? Các bạn phải xác định được như thế. Rồi, đến cái nghiệp vụ 8 như tôi đã nói, đó là cái quản lý, cái tiền chi phí quản lý thì các bạn phải phân bổ, đúng không ạ? Đấy, ban đầu chúng ta phải xác định được cái giá tính thuế của nó là bao nhiêu đã. Đó, thì các bạn ghi này, là thuế giá trị gia tăng của hóa đơn trên 20 triệu này là không được khấu trừ 40 này. Đấy, hóa đơn mà chúng ta kê khai sau khi quyết toán không được khấu trừ là 60. Đố các bạn biết tại sao tôi lại ghi là thuế giá trị gia tăng của hóa đơn chưa kê khai sau khi quyết toán không được khấu trừ là 60 triệu. Mà tại sao tôi lại không ghi là thuế giá trị gia tăng của hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt không được khấu trừ là 100 triệu luôn đi? Tại sao tôi không ghi như thế? Tại vì sao ạ? Các bạn kéo lên bên trên này nhé. Ở đây các bạn đọc này. Trong đó có 100 triệu của hóa đơn thanh toán bằng tiền mặt, 40 triệu thuộc hóa đơn có giá trị 20 triệu trở lên và có hóa đơn thuế giá trị gia tăng 60 triệu, có nghĩa là giá tính thuế là 600 triệu thì nó cũng thuộc là hóa đơn trên 20 triệu. Mà thanh toán bằng tiền mặt thì sao ạ? Thì không được khấu trừ nhá, không được khấu trừ. Nhưng mà cái ý tôi muốn nói với cái người chấm điểm rằng là tôi cũng hiểu rằng anh cho cái nghiệp vụ 9 này ra là gì. Đấy, tôi hiểu rằng là cái hóa đơn mà nếu mà sau thời điểm quyết toán mà tôi chưa kê khai thì tôi sẽ không được kê khai nữa. Đó, các bạn sẽ được cái điểm cao hơn. Rồi, chúng ta đến tiếp. Được chưa? Sau khi xong cái bước đó thì chúng ta sẽ ghi ở đây, đó là số thuế được khấu trừ thì các bạn nhân với tỷ lệ là 40% thì nó sẽ ra được là 200 triệu và thuế không được khấu trừ là 300 triệu. Thì tổng số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ của chúng ta là 330 triệu. Thì bây giờ chúng ta làm bước tiếp, đó là điều chỉnh dữ liệu của kỳ trước. Trong cái đề bài này nó không cho một cái dữ liệu gì thay đổi của kỳ trước cả. Cho nên chúng ta phải giả sử rằng cái số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang là 0. Các bạn nhớ chưa? Nếu mà nó không cho chúng ta dữ liệu thì chúng ta phải giả sử nó bằng 0. Rồi, bước 6 đó là xác định số thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế. Đấy, thì các bạn lấy cái số thuế phải nộp trừ đi cái số thuế được khấu trừ. Đấy, là 80 triệu đúng không ạ? Đây. 80 triệu trừ đi 330 triệu cộng với lại 0 đồng từ kỳ trước chuyển sang thì nó còn được khấu trừ là 250 triệu và các bạn kết luận là tháng 12/28 công ty Thái Sơn còn được khấu trừ 250 triệu tiền thuế giá trị gia tăng chuyển kỳ sau. Giả sử công ty lập tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 12/28 vào ngày 20/1/2019. Như vậy là chúng ta đã kết thúc xong cái bài tập của chúng ta. Bây giờ các bạn tự chấm xem là mình được bao nhiêu điểm về cái bài tập này ấy. Thì chúng ta có 9 nghiệp vụ thì các bạn chia cho tôi mỗi cái nghiệp vụ chúng ta sẽ được 0,5 điểm, ok không ạ? Rồi, còn cái diễn đạt này rồi là cái mục bước 1 thì chúng ta là được 0,5 điểm. Thì các bạn tự chấm xem là chúng ta được bao nhiêu điểm. Nếu mà bạn trên 5 điểm thì cái bài tập về thuế giá trị gia tăng này các bạn đã hoàn thành rồi đấy. Đi thi các bạn sẽ chắc chắn làm được cái bài thuế giá trị gia tăng, ok không ạ? Và nhiệm vụ của chúng ta còn phải học về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu đặc biệt và thuế thu nhập cá nhân là ok luôn. Như vậy là chúng ta sẽ đỗ được cái đại lý thuế đấy, ok không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo.